Molectico Buy giá siêu rẻ tại shopmoviet.vn, giảm giá lên đến 50%. Chỉ từ 150k các bạn sở hữu ngay một tài khoản lên đến 30 tướng. 250k các bạn sở hữu tài khoản hơn 30 tướng. Hello cho bạn kiếm khách Ryoma trở lại và án hại hơn xưa, đồng thời thông báo các bạn một tin cực kỳ vui. Ryoma tăng sức mạnh trong phiên bản mới nha. Khi team bạn có lợi thế ăn rồng thì mình cướp bột xanh. Như vậy thì chắc chắn Slim trong những tầm hơn phút tiếp theo sẽ không thể gọi là nhảy nhót đánh võng nhiều và team chúng ta sẽ dễ thở hơn nha. Tăng sức mạnh Ryoma không tăng những chỉ số sát thương mà sẽ tăng vào cái mà chúng ta chơi dễ hơn, như là cái độ chế sử dụng kỹ năng anh em ơi, tung chiêu là phải được luôn. Chiêu 1 lướt chiêu là phải lướt luôn anh em ơi, sẽ không còn cái độ chế nào nữa, khiến chúng ta lướt chiêu mượt hơn, nhanh hơn. Và đặc biệt chiêu 2 sau khi dùng chúng ta không còn bị khựng lại nữa anh em ơi. Ý nghĩa là chiêu thức mượt mà hơn, đánh Ryoma dễ hơn và điều này điều rất là tuyệt vời đối với anh em vét Ryoma. Và mối với một người yêu thích Ryoma như mình biết thông tin thay đổi là phải thông báo các bạn luôn. Tăng sức mạnh là sướng rồi nha. Một điều mong muốn hơn là kiếm một Ryoma dài nữa, dài ra. Kiếm dài vừa sắc vừa nhọn chuyên để anh ra, đừng đánh các bạn ơi. Đúng rồi, hay quá, giết luôn. Bộ choáng rất nhiều từ Idumia. Kiếm vừa xài vừa chắc lại vừa nhọn chuyên để thấy đầu và sắc thịt heo của Ryoma. Dài hơn nữa là điều chúng ta rất là mong muốn. Nhưng mà vừa đủ thôi chứ dài quá thì những vị tướng khác đâu chơi nổi Ryoma. Ryoma bây giờ không thể chơi theo phong cách sốc sát thương được, chúng ta chơi kiểu cấu diệt thôi các bạn ơi. Và nếu anh em nào muốn sốc sát thương thì hãy nên full đàm. Và nếu một việc chơi Ryoma đi rừng full đàm với phát nhất kích tát sát, phát nào cũng trúng trừ những phát trực ra ấy. Arthur đấu này đánh rất là hay anh em ơi. Bạn ấy biết chờ ganh, bạn ấy biết trợ giúp rừng, đánh rất là hay. Về cứu Arthur chạy đi bạn ơi. Rồi Tần Slim chạy đi đâu? Có điểm hồi nội tại. Chóng kinh quá. Vô cùng có chiều từ Ilya, bạn ấy kích sạc kỹ năng từ xa và choáng liên hoàn. Có ăn rồi anh em ơi, bình tĩnh nha. Mình phải cướp lại cái bờ xanh bờ đỏ của Ilya, nếu không Ilya sẽ rất là khỏe. Thực ra Ilya bây giờ không còn lợi hại như xưa, nhưng mà vẫn là vị tướng trong giai đoạn tổng nó vô cùng kinh khủng, trong khi team bạn có một tanker tính cáp Adum. Đừng để Adum tóm mình nha. Và ba vị tướng xạ thủ đội hình khá là trôn không anh em ơi. Bạn Hên đi đường tà thân, nhưng mà nếu không cẩn thận thì cũng có khi là lật thuyền trong mương đấy. Thành ra là đánh hết sức cẩn thận anh em ơi. Cái này mình nên hỗ trợ lên đồng không kịp rồi. Bây giờ mình sẽ bắt Inuya. Toàn chúng anh em ơi, chạy đâu mà bạn ơi. Chiêu cuối nhất kích tất sát một phát chết luôn. Cô bé áo dài màu đỏ ngã xuống. Thì bạn ăn rồng. Mình sẽ ra cướp rồng anh em ơi. Chiêu 2 của Ryoma có được đam rất là to, hoàn toàn anh em có thể tiêu diệt con rồng trước Slip Mason. Đấy, choáng rồi. Và Slim chạy đi đâu? Vào hỗ trợ quá hay của Krixic. Ôi, quả đấy không choáng là mình nên nhất kích tất sát vào Violet và kiểu gì cũng có mạng anh em ơi. Thôi nha, bình tĩnh nha. Hay quá anh em ơi. Krixic và vị trưởng trợ thủ là anh em biết chơi thì vô cùng nguy hiểm. Đó là biết chơi nha, còn anh em nào mới nhận được tướng, mới tiếp tướng thì không nói làm gì. Bắt hê này, bắt hê nha. Tôi đợi chờ gửi đến ganh.
ba người này chắc chắn Văn Hên chỉ cần thò đầu ra trụ là chết luôn. Tôi thử xong với Văn Hên rồi. Nhìn di chuyển thế là biết chết rồi anh em ơi. Lấy trụ luôn bạn ơi. Ây da, có Slim. Không được rồi, có cả trụ cuối của Unia. Có anh em nào thích chơi Ryoma giống Mô Việt không? Luyện tập Ryoma thực sự đây là vị tướng cần kỹ năng cao, nhất là khi các bạn sử dụng chiêu nhất kích tất sát và phải biết giữ cự ly để sử dụng chiêu nhất kích tất sát làm choáng tướng địch. Đây là vị tướng đấu sĩ nhưng máu rất là mỏng, nếu anh em bị áp sát thì chắc chắn là các bạn lên bản biến số và chỉ có thần thánh biến để chạy thôi. Nhưng mà nứt một lần thì nó không quá dài. Đánh Ryoma anh em có thể lợi dụng những bờ tường nhỏ mỏng để chúng ta sẽ chơi đùa với tướng địch với chiêu một nha anh em ơi. Chúng ta sẽ dùng thân anh bách biến nhất kích tất sát, thân anh bách biến sang bờ tường đánh thường nội tại và nhất kích tất sát, sau đó thì xiên. Mình đã dùng cách này khá nhiều lần và có thể gọi là hồi mãn thương thành công những vị tướng đánh gần rồi. Wow, nhưng mà vẫn chết thôi. Các anh em thấy chưa, những cái xác khoảng cách gần không thể choáng được đâu. Thành ra nhiều khi đánh Ryoma tôi định áp sát được anh em rồi mà chưa vội dùng chiêu 2. Ý là lý do là chúng ta phải đợi khoảng cách, giãn khoảng cách chúng ta chọc chiêu 2 thì nó mới choáng, nó mới thốn được. Wow, cái gì vậy? Đây hẳn là mưa tên báo đạn trong truyền thuyết. Quá ghê. Ryoma rất mạnh trong việc chúng ta sử dụng đi rừng hoặc là đi lên tận thần nha. Và thậm chí anh em có thể sử dụng Ryoma đi trợ thủ. Và đây là vị tướng rank cao nha. Rank thấp anh em không nên chơi. Một combo chết luôn với cái phù hiệu ma tính, nhưng mà pha đấy thì mình chưa cần dùng ma tính đâu anh em ơi. Nếu anh em nào chưa biết nên đồ trang bị bảng ngọc của phù hiệu thì các bạn xem trang bị phù hiệu bên dưới nhé. Còn bảng ngọc chúng ta dùng full công lý tốc chạy. Có một sự tùy chỉnh nhỏ, nếu anh em mà thích hên xôi thì hai viên thì để chí mạng ở ngọc đỏ nha. Ép trụ trên này thì bạn chỉ cần một người di chuyển qua đây thì thực sự nhất kích tất sát của mình rất là đau. Wow, bốc hơi quá nhanh, nhất kích tất sát có khi phải nửa cái máu rồi. Tàng hình rất hay, bởi chuẩn bị qua tường, sờ lim. Wow, nhất kích tất sát và cái chiêu nội tải đã gần chết sờ lim rồi. Đánh Adum luôn, nhưng bình tĩnh các bạn ơi. Bình tĩnh, để cái đi chích phải đấy hơi phí. Wow, các bạn thấy chưa, đam siêu to khổng lồ. Không về chết chắc là. Đã bảo nhất kích tất sát một phát chết luôn. Không có tin. Wow. Wow. Ồ, pha đấy mà bạn xin sớm hơn thì mình sẽ nhường nha. Ok, anh thật anh em ơi. Thật thật anh game trận đấu luôn. Chớ nhây, bởi vì bây giờ Slim chưa khỏe, tẹo nữa Slim khỏe và rất là ghê. Và team bạn thì đội hình xạ thủ mà anh em ơi. Kéo với lấy game rất là ghê.
Ở trận này thì mình có click six rất sướng rồi. Cờ click six. Click six đi cùng team đi bạn ơi. Wow, các bạn thấy chưa? Ôi đừng đừng đánh các bạn ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Đội giật xiên choáng này. Lên luôn, có click six rồi, tăng hình. Double kill the real man. Lên luôn nha, lên luôn thắng luôn anh em ơi. Mình xiên chúng ai là người đến bàn điểm số. Irumiya, anh ra chụp bắn mình. Thôi xong rồi, anh em kết thúc trận đấu đi. Ok, và video clip mô Việt thông báo anh em Ryoma tăng sức mạnh để đây hết rồi. Xin chào anh em và bạn clip tiếp theo nha. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.